Xin chào mọi người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chi tiết phần điệp khúc của bài hát Lulu của Blackpink nhá. Phần trước ý, thì mình có hướng dẫn mọi người về nhịp, có đến nhịp rồi. Nên ai muốn xem lại thì mình sẽ gắn link ở bên dưới hoặc là phía trên này nhé. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cụ thể hơn, giải thích từng động tác một. Nên là mọi người cùng theo dõi nhá. Đầu tiên và thứ nhất mình sẽ đến như sau. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Hit you with that group. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8. Cùng vào chi tiết từ cấp 1 nhé. Đầu tiên mọi người bật nhảy hai chân, đồng thời đưa tay ngang, làm đồng thời cho mình nhé. Tạm, nghèo để tạm, hoặc đậm. Người nghiêng và nhún người như này, nha, đầu trái lên thẳng, thì hai tay về như này, thử lại nhá, tay này ngang, về nghiêng thẳng, chặt. Tiếp theo, hít chim, hít tắt, thì mọi người làm tay như này và đưa trước cho mình nhá. Tiếp theo đây, tu tu tu, ngón tay sẽ chỉ theo phía trước, đặt và đây ba lần, cú chậm. Đồng thời này mọi người đánh không phải đá và phải thử lại nhá. Khi chiêu viết gắt tu 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 ở lần thứ ba này mọi người sẽ đồng thời rút tay về đây rút xuống hông và nhún ba lần. Còn về phía hông mọi người đưa chân từ phải sau đá thử lại. Khi chiêu viết gắt tu 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 nhún nhún và nhún ba lần. Bây giờ mình thêm cho mình lớp đầu này, đầu vẫn sẽ ngửa âm phải này đá à, được chưa, kết hợp nhá. Ngang kế dậm phải trái hít chiêu hít đá tu 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 và ta ta. Tiếp theo hai tay vẫn mở ngang, đẩy cho mình cái vai phải lên. 1, 2, nhìn thẳng một chút, tả, tả. Được chưa? Mở tay ngang và đẩy mang gón đưa chéo. Người sẽ nghiêng về phía trái để vai phải lên. Thế nào? Đồng thời chân mình đứng chéo nhé. Đẩy lên và chỉ thẳng đỉnh đầu. Không phải phía đây. Như vậy là phần nhất đã xong. Bây giờ đến phần thứ hai nhé. Tôi sẽ đánh nhịp. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 4, hit to hit that two, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ thì mình sẽ cùng với chi tiết mọi người đứng tắt một này. Được chưa, mọi người đứng đây đúng không? Bước tiếp theo mọi người bước cho mình thân thái, đá, 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 và dần tiến lên trên nhá. Đồng thời chân trái bước thì đầu gối phải bước thì đầu cửa cửa và đưa cho mình một lớp tay này nữa cửa đây cửa theo đưa tay trái cho này kéo về hông đánh hông ra phải từ từ theo lại đánh hông tu tu đù chỉ khác là đầu gối sẽ dậm chân và xoay vòng tay về hông thì hai tiếp theo 5, 6, đặt lại chỉ khác này 7, 8, mình cứ chân trái đưa tay trái để có vai này nhá chân trái rồi tiếp theo giật chân phải lên 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 cao xoay hông có phải là đứng đây thế này đó thì tay phải ở đây đẩy vai trái lên hai lần mà chất thì lên cao. Như vậy là mình đã cùng mọi người tập xong phần bài này và đưa rất mong là mọi người sẽ hoàn thành và bài này được nhanh và sớm. Thì có điều thắc mắc không thì gửi cho mình.